Công an phường Vĩnh Hiệp vừa phối hợp với công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đột kích bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại bãi đất trống phía sau nhà người dân, tạm giữ nhiều đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt được 27 đối tượng, tạm giữ số tiền trên 100 triệu đồng, 7 bộ bài tây, 1 bộ tài xỉu và một số tang vật khác có liên quan. Bước đầu, các con bạc thừa nhận hàng ngày có nhiều người đến tụ điểm đánh bạc này để chơi đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền, mỗi lần ăn thua từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng tổ chức đã chọn địa điểm đánh bạc xa khu dân cư và được bao bọc bởi vườn cây tùm cạnh một con sông và cử người canh giữ từ xa. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá thụ lý và tiến hành lấy lời khai các đối tượng để xử lý theo quy định.